Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình cập nhật là mỗi kèo vào rút tiền BTBK gấu 2 nha tất cả anh em. Thì hồi sớm mình đã bị lỗi nha tất cả anh em, nên mình cập nhật lại nha tất cả anh em. Anh em nào thiếu thì cập nhật lại nha tất cả anh em. Vào cập nhật lại không có gì chân. Rồi anh em mở bot Telegram ra, rồi anh em reset nha anh em. Rồi anh em bấm menu. Sau khi nó menu thì nó ra một cái giao diện như thế này nè anh em. Nó kêu anh em nạp 0.05 ETH 70 đồng tròn nè. Cái này thì 0.6 NB 700 DOT 0.04 LTC nha các anh em. Rồi nó kêu gỡ lên một cái giao dịch. Đây thì mình theo withdraw mình cập nhật lại tất cả anh em á. Rồi nó nói là what you tất cả anh em cộng số tiền B mình 2.500 dưới 4.000 là 6.500 nè. 6.500 24 phần ta. Rồi anh em bấm gỡ nha tất cả anh em. Rồi anh em mở địa chỉ với EC20 ra. Con này nó chạy hai nền tảng mà làm ai góp tiền địa chỉ với Binbi mà nó kêu góp tiền về cái ví ETH kỹ ta. Nó cũng con thứ rồi nghe tất cả anh em. Chạy nền tảng ETH. Tất cả anh em copy lên nè. Rồi anh em mở bot ra nè. Anh em bắt vào nè tất cả anh em. Anh em gửi cho nó nè. Rồi tất cả anh em yeah. Rồi nó kêu anh em gửi lên một cái bằng chứng cho nó nè. Hồi sớm mình gửi cái địa chỉ chụp hình nó không chấp nha. Không, nó không chấp thuận nữa tất cả anh em. Rồi cái... Rồi tất cả anh em gửi cái bằng chứng giao dịch cho nó. Anh em nhấp vào cái mục này nè. Rồi cái mục reset này tất cả anh em. Cái mục anh em reset gỡ đó. Rồi anh em bấm vào trang chôn scan nha tất cả anh em. Anh em nhấp vào đây nè. Rồi anh em bấm vào chôn scan chờ nó lót chút xíu anh em. Đặng mình lấy cái bằng chứng giao dịch gỡ cho nó chấp thuận mới được anh em. Gọi anh em copy chữ H tab này nha tất cả anh em. Rồi anh em copy. Phải rồi. Rồi tất cả anh em bắt vào đây cho nó nha tất cả anh em. Rồi sao mình nó kêu gỡ cái bằng chứng giao dịch, mình gỡ cái màn hình nó không chấp thuận. Rồi anh em. Nó anh em nói chúng tôi sẽ phân phối vào ngày 15 tháng 10 năm 2020 nha tất cả. Rồi anh em muốn kiểm tra thì anh em nhấp vào đây là hẹn tất cả anh em vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.